Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến tất cả người chơi một bộ ghép đến từ các thương hiệu của Akai và cặp loa cổ lưới gỗ Sonic. Thì cặp loa thì Khôi có clip cách đây vài ngày trước rồi, còn hôm nay Khôi giới thiệu với anh em con đi Akai thuộc về những cái món hàng sưu tầm rất ít gặp ha. Nó rẻ thôi nhưng mà nó được xem là hàng hiếm ít gặp anh em nha. Rồi thì tình trạng này đẹp thần thánh luôn và đẹp xuất sắc ha. Phiên bản này nó có hai đồng hồ để đánh theo nhạc này nè, đó gọi là đồng hồ công suất nhảy theo nhạc đó. Model của nó là AM2450, thì bên trên thị trường thì có 2400 thì nó có đồng hồ, còn 2450 2600 thì nó mới có nha. Con này thuộc xe lớn, size 44 nữa nè, size 44 ha. Đó, phiên bản châu Âu thì không có vỏ gỗ, còn phiên bản Nhật á, người ta sẽ đóng cái vỏ gỗ. Anh em có nhu cầu đóng thì Khôi sẽ đóng nha. Rồi ok, tình trạng là cực kỳ đẹp luôn, Khôi đang test nhạc luôn, hát tốt luôn. Đây nè, đây còn cái tem kiểm định luôn này, máy đẹp xuất sắc luôn ha. Thì con này đến 220 xuất châu Âu này nguồn rồi đấy, nó rất là thường dụng. Công suất có hãng này công bố này là nó 250W đây nha. Đây, công suất đây hãng công bố 250W nên nó hoàn toàn là sẽ đánh được các cái dòng loa ba tắc ha, ba tắc cái này đấy. Nó khỏe hơn con 7800 hay là mãi gấp đôi luôn rồi nè. Theo công suất của hãng công bố thì nó khỏe hơn ha, gấp đôi luôn đấy. Thì tuyệt vời. Cái chỗ này này bóng nó bị cấn, clip đầu tiên mà Khôi ship hàng bị cấn nên sau đây Khôi gò nó ra rồi ha, Khôi gò nó ra rồi đấy. Rồi thì Khôi đã tháo nắp rồi, bây giờ Khôi mở cho anh em xem luôn. Nguyên bồi nguyên bẩm luôn, nhưng mà nó thật là đẹp, anh em xem đó, thấy không, xuất sắc không đó. Sò nằm dưới này, đây này, bốn con sò nằm ở dưới đó, nguồn vàng giống 7800 này, hai tù đấu ngược anh em nha. Tù này sử dụng tù Macom à, này các cái linh kiện của Macom là Unicom đó đó. Thì tại thời điểm bây giờ á, thì các cái hãng của châu Âu của Mỹ thì họ đều sử dụng tù này, còn Nhật thì sử dụng tù Yona. Thì mình cũng không biết là nó hay hơn như thế nào, nhưng mà cảm theo cái nguyên tắc nguyên lý mà theo cái kỹ thuật của nó á, thì nó cho tiếng bass mềm hơn. Châu Âu thì họ nghe bass mềm, họ nghe bass nặng như người Nhật của mình ha. Rồi ok đó, toàn bộ là zin toàn bộ luôn, nói chung là dùng từ zin tuyển tập luôn ha. Rồi thì để Khôi rút cái nguồn ra đi, rồi Khôi lật phía dưới cho anh em cùng xem nha. Đây cái dây nó hơi ngắn này, nó vướng, mở ra luôn rồi này. Đây bảy màu ha, bảy màu. Đấy, nhìn này. Sò này. Sò bắt vít ba chân anh em nhé. Sò này đến từ sò gì á? Sò của Toshiba này nha. Nên cho tiếng rất là hay. Sò Toshiba là một con sò rất là hiếm nha. Rất là hay. Sò than mà Toshiba là sò đỉnh cao á nha. Nó nằm trong các cái con âm ly của Bionium 1280 1080 anh em nha. Rồi xin tuyệt đối nguyên bản chân chén zin và đẹp gần như mới. Đó. Chưa có lau chùi luôn, cái này lau chùi ra là nó mới nhé. Anh em nào mà yêu thích AK thì lựa chọn ngay vào liền, chỉ có một con duy nhất. Rồi mức giá Khôi công bố luôn nha, 9.500.000, chuyển khoản độ bao ship tận nơi, ship code thì không bao ship đấy. Còn về test kỹ thuật thì Khôi sẽ test với cặp loa này, có sẵn cặp loa đây, cặp loa Sonic AS337 cùng zin tuyệt đối nguyên bản nha. Mùa xuân
Rồi, âm đi thì tuyệt đối nguyên bản anh em nha, chưa vệ sinh, chưa túc tác. Phiên bản này là Sony châu Âu nguồn rời đến 220 tiền sử dụng nha. Còn cặp loa Sony AS337A, đây là cặp loa hay nha. Nếu mà đứng ngang hàng với so với Bionde thì khẳng định với anh em cặp này đánh bay mất luôn cặp loa Bionde CS 77AFP nha, giá chỉ bằng một nửa thôi nha. Còn có 5 ly nè, có giá sale up mùa hè chỉ còn 9.500.000, còn giá bình thường là 10.500.000. Anh em mà nếu mà mình thiện chí mua cả bộ và tin tưởng thì bán chuyển khoản đủ thôi sẽ báo ship luôn cả bộ, còn bình thường thì ship bình thường ha. Đó, còn tin tưởng thì chuyển khoản, còn không thì ship code chắc không cho khôi 30% ha, và còn lại thì sẽ thu hồ. Rồi, clip của khôi xin tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại những clip sau.